hôm nay thì Hương Giang chụp hình cho sản phẩm mà Hương Giang đang làm đại sứ mọi người ạ. Nên đó chính là xịt tế bào gốc New Skin. Cho nên Hương Giang mặc áo màu xanh giống với cả sản phẩm. Nhưng mà thực sự là Giang rất là may mắn. Nó là từ ngày mà Giang được anh Trần Thành và chị Harry giới thiệu cho Hương Giang một sản phẩm mà hiện giờ thì Giang rất là may mắn được đồng hành cùng, và chính là sản phẩm xịt tế bào gốc New Skin. Thì Giang cảm giác là Giang có thể thay thế tất cả các bước đó chỉ bằng một cái lần xịt vào buổi tối thôi, và trước khi Giang đi ngủ và trước khi Giang make up Giang cũng xịt. Thì Giang cảm thấy là da Giang rất là mướt, rất là bóng, thậm chí là khi make up Giang cũng xịt mọi người. Trong lúc make up mình cứ xịt, nó rất là mát và nó thay thế tất cả các cái bước mà mình chăm sóc da cồng kềnh trước đây. Thì Giang cảm thấy rất là hợp với những cái người lười giống như Giang vậy đó. Yeah, cho nên là hôm nay mọi người có thấy không, khi mà Giang make up thì da của Giang nó rất là bóng mướt, có độ ẩm này rất là xinh. Thì thường á, là hôm qua Giang đi chơi mọi người, hôm qua Giang đi sinh nhật một người bạn, hôm qua Giang đi sinh nhật bạn thì có đi chơi về muộn. Giang về đến nhà là đâu đó là khoảng 12 giờ mọi người. Thì lúc đó là lười, bởi vì là hôm qua có uống một chút rượu mọi người ạ. Cho nên là về đến nhà là hơi thấy hơi lười rồi. Mà nghĩ ngày xưa là về là mặc dù muộn mấy thì muộn, tắm rửa gội đầu xong vẫn phải chăm sóc da, nhưng mà lần này thì mình có cái xịt tế bào gốc này thì Giang cảm thấy Giang không cần phải chăm sóc quá nhiều bước nữa, và Giang chỉ cần sử dụng New Skin thôi. Và Giang đã xịt rất là nhanh, chỉ trong vòng có 1-2 phút, sau đó thì Giang đi ngủ. Và sáng nay dậy thì Giang lại xịt một lần nữa trước khi mà Giang đến với cả studio. Thì Giang có một cái làn da bóng mướt như vậy. Cho nên là nếu như mà bạn nào mà giống như Hương Giang hơi lười, và đặc biệt là không có nhiều thời gian chăm sóc da buổi tối, thì Giang nghĩ đây là một cái lựa chọn rất là phù hợp. Và thay thế cái 5 bước dưỡng da, đó là nước hoa hồng này, serum này, kem dưỡng ẩm này, kem dưỡng mắt này, và đặc biệt là hỗ trợ chúng ta điều trị mụn nhé. Đó là ở bên Hàn Quốc họ gọi đây là stem cell mọi người. Một trong những cái mà nếu mà chúng ta ra ngoài làm là rất là mắc. Stem cell là tế bào gốc ở ngoài, là rất là mắc. Thường là họ sẽ lấy máu này rồi quay ly tâm rồi tùm lum hết. Nhưng mà với cái sản phẩm này thì chúng ta chỉ cần xịt thôi, rất là đơn giản. Và rất là nhiều người nổi tiếng của cả Hàn Quốc và Việt Nam sử dụng. Tại vì đây là một trong những cái sản phẩm mà nó là sản phẩm duy nhất của công ty Solidus tại Hàn Quốc. Một công ty rất là nổi tiếng với sản xuất mỹ phẩm. Cho nên là mọi người yên.